chào các em anh về nhé. Chào anh. Nhưng mà trước khi về cho anh hôn tạm biệt. Mới rồi còn em. Ủa, nhà anh ở đây hả? À, ừ, anh thuê phòng ở đây. Ủa, ở đây là đâu anh? Ở đâu anh? Đấy, chỗ đèn sáng sáng kìa em. Ủa, đó là đâu anh? Là đâu anh? Đây, em nhìn thẳng cái này, nhìn thẳng cái tay anh. Đấy, nhìn thấy chưa? Là ở đây đó hả? Có chuyện gì hả em? Cách đây 2 năm, có một đôi nam nữ rủ nhau vào khách sạn này. Thuê phòng 502. 502 ngay bên cạnh phòng mình. Phòng mình 501 đây. Đôi nam nữ đó. Chim chuột. Đêm rồi, nói chuyện này xấu hổ. Như nào không? Như nào? Buổi trưa hôm sau, đúng 12 giờ trưa, Lễ Tân lên gõ cửa đòi trả phòng, nhưng không thấy ai ra mở cửa. Lễ Tân liền lấy chìa khóa mở cửa bước vào. Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mặt. Úi dồi ôi, thấy cảnh đấy đúng không? Cảnh đấy đấy. Có điên. Một vụ án mạng xảy ra. Úi thế á? Sau cái vụ án mạng đấy, bất cứ một khách nào vào thuê phòng 502 đều ngủ không ngon giấc. Cứ nửa đêm là giường lại dựng ngược lên. Biết chưa, sau đấy đúng 12 giờ đêm ấy, phòng mới phát ra 3 âm thanh. Kìa, người gọi cửa kìa, ra đi. Ôi, tôi không ra đâu, Lễ Tân mà. Lễ Tân mới bảo ra đi, tôi không ra đâu. Nhưng mà tao sợ lắm, mày ra đi. Ôi, ông ra đi, tôi không ra đâu. Thì cùng ra. Ừ, thì cùng ra, nhưng mà ông ra trước nhá, tôi có điểm trợ đằng sau nhá. Mày ra đi. Trời ơi, sao lại mất điện tiếp anh đau tim rồi. Nhưng mà thôi, đang cố thì phải cố cho chó đi thôi. Ôi, từ từ, chờ tôi. Con ma này nó xấu quá. Con ma này con hỏng lắm. Ôi này, cái gì ngập lên đấy. Ôi trời ơi, đàn ông đàn răng thì mà tưởng ai tưởng ma hả? Mà tắt điện như này không phải sợ. Ở dưới kia người ta đang chữa điện. Chỉ mấy phút nữa là có. Cái gì mà cứ rú rít cả lên. Đấy. Đấy. Tôi đã bảo sao. Mà
Tôi nói cho hai cậu biết nhá. Đàn ông đàn ăn sợ ma thì thế là không được đâu. Trời ơi, to cao lừng lững sợ ma cái quỷ, ma nó là gì? Ma nó phải sợ người. Chứ người thì sợ ma. Ủa thế à? Người thì sợ nhất là cái bọn ma lanh, ma giáo và ma cô. Thế thôi nhá. Bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ngồi lại cho bạn. Tôi ngồi lại đây.